Báo New York Times loan tin về hồ sơ thuế của Tổng thống Trump. Bài báo hồ sơ thuế của Tổng thống che giấu bí mật lộ lã nặng nề và nhiều năm tránh thuế được tờ New York Times đưa ra vào Chủ nhật 27 tháng 9 gây chấn động Hoa Kỳ về số tài sản thật sự của tỷ phú Donald Trump và cách né tránh đóng thuế kéo dài nhiều năm của đương kim Tổng thống. Theo New York Times, Tổng thống Trump đóng thuế 750 Mỹ Kim cho 2 năm 2016 và 2017 và đóng 0 Mỹ Kim trong 10 năm. Theo nhật báo New York Times, họ có trong tay hồ sơ khai thuế hơn 2 thập niên của Tổng thống Donald Trump và hàng trăm công ty tạo dựng nên đế chế thương mại của ông. Trong số này còn có cả thông tin trong 2 năm đầu Tổng thống Trump giữ vai trò Tổng thống. Các hồ sơ khai thuế cho thấy một thương gia thu vào hàng trăm triệu Mỹ Kim, nhưng khai khống chi phí khổng lồ để tránh việc đóng thuế.